Bây giờ nhé, bây giờ bạn cứ tưởng tượng là như này nhé, bạn cứ để ý đi, bạn cứ tưởng tượng đi. Bạn mà có cái người bạn nào ấy trong mối quan hệ của các bạn ấy, mà bạn có cái người bạn nào mà người ta là cái người người ta rất là nhiệt tình, người ta chẳng từ chối bạn cái gì bao giờ, bạn nhờ người ta cái gì người ta giúp. Bạn nhờ cái gì người ta cũng đều đáp ứng, người ta cũng đều giúp đỡ bạn, đều thế này thế kia, người ta rất là nhiệt tình, người ta rất là như kiểu như là mình nói, kiểu bạn cảm giác là cái người này người ta quá là dễ tính, quá là dễ 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 bị lợi dụng ấy, kiểu là như vậy. Nhưng mà đến một ngày nha, đến một cái thời điểm, đến một cái ngày, đến một cái lúc bạn nhờ người ta không đáp ứng cho bạn, người ta không giúp bạn, người ta không đáp ứng, thì lúc đó bạn nghĩ như thế nào? Cái lúc đó bạn nghĩ như thế nào, nghĩ thế nào về cái người đó? Bạn cứ để ý đi, tự mình để ý chính bản thân mình đi, lúc đó bạn như thế nào? Mình nói cái lúc đó tự dưng bạn sẽ cảm thấy bao nhiêu là những cái mà người ta đã tốt với mình ấy, nhá, người ta đã giúp mình thế này thế kia ấy, tự dưng nó biến mất đi đâu, thay vào đó nó là cái gì, thay vào đó nó là cái gì, tự dưng cái tính xấu của bạn nó nổi lên liền ấy, bạn ích kỷ nổi lên liền, cái khó chịu nổi lên liền ấy, đúng không? Bạn cứ để ý đi, tự để ý cho chính cái bản thân mình đi, nó là như vậy đi, còn là cái gì nữa, quen rồi mà, quen rồi mà, thấy người ta giúp đỡ mình cứ cho rằng là đấy là cái việc của người ta rồi, quen sai bảo, quen nhờ vả rồi, rồi đến lúc người ta không làm tự dưng thành khó chịu. Thế nên những cái bạn nào nha, mình nói những cái bạn nào mà trong cuộc sống ấy, bạn cứ có cái kiểu mà nhanh nhẹn, bạn có cái kiểu như là cứ thích 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 dễ dãi dễ tính quá với người này người kia nha, cứ thích làm hài lòng sợ mất lòng người khác, bạn thay đổi lại ngay. Bạn hãy nhớ đấy, bạn có duy trì bao lâu duy trì, nhưng mà chỉ một lần hai lần, bạn không duy trì, không đáp ứng được, trong lòng người ta không có bạn luôn. Đừng có dại, đừng có dại dột, đừng có dại dột mà theo cái kiểu như vậy, đúng không? Nó là thế đấy nha, các bạn cứ nhớ. Thế nên làm bất cứ cái gì, cái bạn làm cái gì, cái bạn cứ nhớ cái quy luật ấy, lúc nào bạn giữ được cái cân bằng, lúc nào bạn phải giữ được cái cân bằng. Bạn học cái cách sống ấy, cách sống với người tốt thì như thế nào, nhưng mà ấy, cũng phải học cái cách sống với những cái người mà người ta chưa tốt, thì mình cũng phải có cái cách của mình, có cái biện pháp của mình, có cái phương pháp của mình nhé, để mình sống với họ được. Người tốt cũng sống được mà cái người chưa tốt cũng sống được. Và nếu như bạn là cái người tốt thì bạn cũng cần phải có cái giới hạn của bạn, cần phải có cái nguyên tắc của bạn, đúng không? Thế thì nó mới là tốt, bạn nhớ đấy, thế thì nó mới là tốt, tốt cho bạn mà cũng tốt cho người khác. Đừng bao giờ bạn để cho người khác người ta lợi dụng mình. Nếu như bạn để người khác người ta lợi dụng mình ý, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, và từ đó ý, người ta luôn luôn người ta muốn lợi dụng mình, và đến một cái lúc mà người ta không còn lợi dụng được mình nữa ý, thì bạn ấy như kiểu là cái miếng tranh ý, người ta bỏ vào, vắt tranh vào vỏ, bạn chả là gì luôn, bao nhiêu cái tốt của bạn ấy nó chỉ là cái ngốc nghếch, đúng không?
Xin chào quý vị và các bạn nha. Mình nói quý vị là như này này. Đúng là nhiều khi mà cứ đi ăn đi uống nhiều ấy, xong bắt đầu lười vận động ấy. Đi ăn đi uống nhiều, lười vận động cái là y như rằng là cái cơ thể nó bắt đầu nó phát phì. Cơ thể bắt đầu nó to ra. Lạ thật. Cứ vừa gọn gọn được một tí, chủ quan bắt đầu đi ăn đi uống, thế người nó lại to ra. Đấy, nhiều khi nó thế đấy, nhiều khi cuộc sống nó thế đấy. Nhiều khi những cái người mà người ta kiểu như là người ta kiếm tiền cũng vậy, cứ bình thường đang kiểu như là khó khăn thì bắt đầu người ta chăm chỉ. Cái người mà cứ đang túng thiếu một tí, đang khó một tí thì chịu khó lắm, chăm chỉ lắm. Đến khi mà bắt đầu kiếm được tí tiền rồi, bắt đầu cảm thấy là nó dễ dàng trong cái việc kiếm tiền rồi, thì nhiều khi họ lại kiểu đâm ra họ quay ra họ lười. Mà cái trò mà lười thì y như rằng là bất lập. Nhiều khi nó thế đấy, các bạn để ý nha. Rất nhiều những cái trường hợp mà đang kiếm tiền tốt, thế là chủ quan lười, bắt đầu thiếu tập trung, bắt đầu sao nhãng, bắt đầu chỉ lo đi tiêu tiền ấy. Thì có tiền mà bắt đầu chỉ lo hưởng thụ, lo đi tiêu tiền. Thế là cái hậu quả là gì? Cái hậu quả là kiểu như là nó, cái công việc tự dưng nó mất tập trung đi, bắt đầu nó biến đổi, nó chuyển đổi thế này thế kia, nó không còn thuận lợi nữa. Thế là lộc đi xuống, bắt đầu lao dốc. Mình thấy, mình chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Thôi được rồi, thế này nhé, cái nội dung của cái video hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một vài những cái nét mà xem tướng ấy. Các bạn xem là các bạn biết là mình là cái người mà có những cái nét tướng tốt gì. Và cái nét tướng tốt của mình nó nói lên mình là cái con người như thế nào. Cuộc sống sướng hay khổ, nói chung là cái cuộc sống của bạn nó sướng hay khổ ấy, nó các bạn cứ xem một vài những cái nét tướng như trong cái nội dung video của mình hôm nay mình chia sẻ. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú ý đón xem. Này, như thế này nha các bạn ý là như này nha. Có nhiều người thì cái khuôn mặt của người ta nó sáng sủa, nhiều người khuôn mặt người ta nó dễ nhìn, nó sáng sủa, nhưng mà họ lại nghĩ là cái khuôn mặt cứ sáng sủa thì cái cuộc sống của họ nó tốt, nhưng mà chưa phải nhá. Có nhiều người mặt mũi sáng sủa nhưng mà những cái nét tướng ấy, những cái đường nét ở trên khuôn mặt ấy, nó lại chưa được đẹp. Thì chưa được đẹp thì đâm ra là cái cuộc sống nhiều khi nó chưa được thuận lợi, cái thành công nó chưa được lớn, nó chưa được thuận lợi. Bây giờ bạn nhìn vào tướng, bạn để cho mình một vài cái nét như thế này. Các bạn nhìn vào cái ngũ quan cho mình, nhìn vào cái ngũ quan cho mình trên khuôn mặt ấy. Các bạn nhìn trên khuôn mặt, nhìn vào cái ngũ quan. Ngũ quan cụ thể nó là cái gì? Cụ thể nó là cái gì? Cụ thể là lông mày này nha.
lông mày này, mắt này, tai này, mũi này, miệng này. Đấy người ta gọi là ngũ quan. Bạn cứ nhìn vào ngũ quan cho mình. Làm sao mà ngũ quan của chúng ta ấy, cái người nào mà ngũ quan ấy, nó hài hòa, nó đoan chính, nhìn nó đẹp. Càng đẹp bao nhiêu thì cái người đó càng là những người người ta có cái số sướng bấy nhiêu. Bây giờ cụ thể là như thế này. Cụ thể là bạn nhìn vào cho mình cái cặp lông mày, người ta gọi là nhìn vào cái bảo thọ quan ấy. Đấy, cái cặp lông mày này này, bảo thọ quan. Mình nói quý vị nha, lông mày thì nó nhiều trạng thái lông mày lắm nha. Lông mày thì có rất nhiều những cái trạng thái lông mày, nhưng mà đa phần những cái người kiểu như là cái người mà số người ta sướng ấy, thì cái sợi, thì cái lông mày của người ta đây này, cái sợi thì nó nhỏ. Cái người có số sướng ấy, cái sợi thì nó nhỏ, nó mượt mà, nhìn nó mềm, nó mềm mại, nhìn nó bóng nha, nhìn nó bóng. Hơn thế nữa, những cái bạn nào mà kiểu như là cái đuôi lông mày của các bạn ấy mà nó hướng về thái dương ấy, cái đuôi lông mày đây này mà nó chạy, nó hướng về phía thái dương thì là tốt, thường là tốt, thường là may mắn, thường là tốt. Nói chung là những cái người mà kiểu như là lông mày mà cái sợi mà nó mịn ý nha, cái sợi mà nó mịn ý, mà nó mọc cứ xuôi chiều ý. Sợi mịn nó mọc xuôi chiều nha, không đậm, không được đậm, đừng có đậm mà đừng có thô nha. Sợi cứ mịn mượt, nó mềm mại, nó bóng, nó bóng. Thường là cái số tốt, thường là các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn có điều kiện, các bạn sinh ra từ bé các bạn đã là những người có điều kiện. Cái tính tình của các bạn ấy, nó cũng kiểu như là nó cũng dễ chịu, nó cũng ổn định, nó cũng ôn hòa. Chứ còn là những cái bạn nào nhé, mình nói có những cái bạn mà kiểu như là cái lông mày của bạn ấy mà nó thô, nó đậm ấy, nhìn cái sợi lông mày nó cứng, xong rồi nó thô, nó đậm ấy, thì đều là chưa tốt nhé. Thường thường là những người kiểu như là khi những người mà sinh ra trong cái hoàn cảnh gia đình mà khó khăn ấy, thì thường cái sợi lông mày nó thô, nó đậm. Từ bé mà khó khăn thì nó thô, nó đậm lắm. Rồi là những cái bạn nào mà cái bạn nào mà cái sợi lông mày của bạn mà nó có một lộn xộn đi, nó có rối rắm ấy, đều là không tốt. Cái sợi lông mày mà kiểu như là, nhất là cái phần đầu lông mày nó có mọc, cái thì xuôi chiều, cái thì ngược chiều, như thế đều là không tốt. Các bạn nhớ đấy, lông mày lộn xộn là nhiều khi cái tính tình của các bạn, cái kỷ luật của các bạn nó kém. Kiên nhẫn, cái chịu đựng, cái kỷ luật nó cũng chưa cao, nó cũng kém. Mà những cái người lông mày lộn xộn, người ta cũng là những người dễ nóng nảy lắm. Trong cuộc sống người ta là những người ta dễ nóng nảy, các bạn nhớ. Còn những cái người mà lông mày, người ta có những cái người lông mày cứ hài hòa, cứ thanh tú ấy, thì nhiều khi cái sợi lông mày của họ nó nhạt, thì họ cũng vẫn là những người giỏi,
lông mày cứ nhạt đi, thì nhạt nhưng mà nó không thưa nha. Cái sợi lông mày nó nhạt, nhạt màu nhưng mà nó không thưa, các bạn nhớ đấy. Và thường thường là như này này, những cái người mà lông mày kiểu lông mày người ta ngắn ý, thì người ta làm việc người ta quyết đoán. Cái khổ lông mày, lông mày người ta gọi là bảo thọ quan nha, bảo thọ quan. Mà lông mày của các bạn ấy mà kiểu nó ngắn, đừng ngắn quá nha, đừng ngắn quá. Nếu ngắn quá các bạn là những người bạn thô bạo, ngắn quá các bạn là những người mà kiểu như là thô lỗ. Còn nó ngắn vừa thôi, ngắn vừa thôi, các bạn là những người quyết đoán, bạn là người kiểu như là mạnh mẽ, tính tình mạnh mẽ, thì cũng là những người có tài lãnh đạo. Bạn nhớ đấy, tất cả những cái người mà có tài lãnh đạo người ta toàn là những người quyết đoán, toàn là những người mạnh mẽ. Thì tuy nhiên là bên ngoài người ta luôn luôn người ta tỏ ra kiểu như là bên ngoài họ luôn tỏ ra cái nó rất là ôn nhu, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong của họ thì rất là mạnh mẽ, rất cương trực, quyết đoán, hành động thì nhanh lẹ, kiểu là như vậy. Chứ còn những cái bạn mà kiểu như là lông mày của bạn nó dài, cái sợi cái khuôn lông mày mà nó cứ dài, nó mọc dài, nhiều khi các bạn thì sống tình cảm, nhiều khi các bạn là tình cảm, các bạn là kiểu như là cảm xúc ấy. Dễ sống kiểu cảm xúc nhiều, sống bằng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Thế nên nhiều khi có những cái việc gì mà cần quyết là các bạn cứ hay chờ đợi, hay trì hoãn. Các bạn khó mà đưa ra quyết định, nhất là những cái quyết định mà nó lớn, các bạn khó mà đưa ra. Đôi khi hiền quá, đôi khi lành quá, không cần đặt là đôi khi là cũng dễ bị người này người kia người ta lợi dụng. Các bạn cứ nhớ đấy, mình nói nhìn vào cái lông mày nhìn nói nhiều điều lắm. Những cái bạn mặc kiểu như lông mày các bạn ấy mà nó nằm ngang ấy, nó nằm ngang ấy, lông mày chữ nhất ấy, thì những cái bạn đó thì thường là những người phải nói là họ là những người rất là can đảm trong cuộc sống, rất là can đảm, làm cái gì không ngại khó khăn, không ngại, rất can đảm. Các bạn không sợ, các bạn thuộc cái kiểu típ người là dũng cảm ấy, thì các bạn làm gì bằng không ngại đâu, không sợ, không đề hà khó khăn hay là nguy hiểm hay là bất cứ một cái gì, can đảm lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái bạn mà người ta gọi là cái lông mày kiểu nằm ngang ấy, hay là người ta nói là kiểu lông mày chữ nhất ấy, thì các bạn dễ là những cái người bảo thủ, dễ là những cái người kiểu ngoan cố ấy, ngoan cố và bảo thủ. Hôm nay cái mũi của mình nó hơi ngạt nha, các bạn thông cảm. Cái đợt vừa rồi đi giao lưu, đi tiếp khách nhiều quá, thì đâm ra là sức khỏe hơi kém, cái mũi nó hơi ngạt, có gì các bạn thông cảm cho mình. Những cái bạn mà kiểu như cái lông mày các bạn ấy mà nó xích lên ấy, xích lên thì thường là những cái bạn đó là những cái người mà tính tình cương trực, nó cũng dễ nóng tính. Nhưng mà nếu mà xích lên mà đậm ấy, mà dậm ấy, thì khá nóng tính, không cẩn thận là dễ là những người kiểu thô lỗ. Xích lên nhưng mà cái lông mày, cái khuôn lông mày của bạn nó xích lên mà nó theo kiểu hình tam giác ấy, nhưng mà cái trạng thái lông mày nó cũng không đậm, thì các bạn là những người ok, vừa là quan văn vừa là văn võ được, vừa là những người rất là giỏi giao tiếp.
Đấy, nhiều khi cái trạng thái là như vậy. Còn những cái bạn mà lông mày mà cong cong ấy, nó cứ cong cong lên ấy, thì các bạn là những người các bạn cũng tốt, cũng kiểu như là hiền lành, tử tế, thường là hiền lành, thường tử tế, ừ, thường là tính tình dễ chịu. Các bạn thường là tính tình dễ chịu, lông mày mà cong cong. Nói chung là như này này, các bạn nhớ cho mình là thế này này, nếu như bạn nào mà kiểu như lông mày các bạn ấy nó thô, nó đậm, mà nó cứ kiểu như nó áp sát xuống, nó gần, nó mọc xuống gần cái bờ mắt ấy, thì là đều là chưa tốt nha, đều là chưa tốt. Còn nếu như bạn nào mà kiểu lông mày của bạn ấy nó hài hòa, nó thanh tú, nó mọc cao cao, nó mọc cao cao so với bờ mắt thì đấy là tốt, thường là thông minh. Bạn đó là thường là thông minh. Bây giờ mình nhìn đến đôi mắt nha, bây giờ nhìn đến đôi mắt. Các bạn luôn nhớ với mình một điều là như này nha. Các bạn hãy nhớ với mình một cái điều là như này nha. Những cái người mà người ta là những người cái số người ta nó sướng ấy, người ta là những người có sức khỏe thì cái đôi mắt của người ta ấy, lúc nào nó cũng sáng. Sáng nhưng mà đừng có sáng quá nha. Cái đôi mắt của họ nhìn nó kiểu như là nó trong, cái lòng đen lòng trắng nó rõ ràng nha, nó trong, nó sáng sủa. Các bạn nhớ đấy, đấy là cái về cái ánh mắt. Đấy là người có sức khỏe, thường là những người thông minh, thường là những người thông minh, thường là những người có sức khỏe. Chứ còn những cái người mà mắt mũi mà kiểu như là nó cứ lờ mờ, mắt mà cứ đục, cứ mờ, hay là mắt mà cứ kiểu như là vàng, hay là trong cái đôi mắt của các bạn mà nó cứ có những cái người ta gọi là có những cái tia máu nó đỏ ấy, thì đều là cái trạng thái mà sức khỏe bạn chưa tốt, sức khỏe chưa tốt. Mà sức khỏe chưa tốt thì cái độ nhanh nhạy cũng chưa tốt, độ nhanh nhạy chưa tốt, cái sự mà thông minh là chưa cao, chưa nhiều. Ở đấy các bạn cứ để ý, thường là cái đôi mắt ấy, những cái người mà cái khuôn mắt của người ta nó dài, nó dẹt ấy. Ừ, nó dài, nó dẹt thì họ thường là những cái người họ nhìn mọi việc nó sâu, họ nhìn mọi việc nó sâu hơn, mà họ là những người họ kiểu như là trong họ, họ luôn có một cái nó cẩn thận hơn. Các bạn nhớ đấy, cẩn thận hơn, họ có cái người ta gọi là cái gì nhỉ, cái hoài nghi trong cuộc sống, họ có cái tư duy là luôn luôn hoài nghi, họ không dễ dàng mà họ tin tưởng nha, không dễ dàng mà tin tưởng, mà kiểu dễ bị người khác người ta lợi dụng ấy, không dễ bị người khác người ta lừa, người ta dẫn dắt ấy, không. Người đôi mắt dài dài thì họ trong cái phòng tránh họ tốt hơn. Còn những cái bạn nào nhá, những cái bạn nào mà kiểu như là cái đôi mắt của các bạn ấy mà nó tròn ấy, nó to, nó tròn, mà mắt của các bạn nhìn nó đẹp và to tròn, nó nhiều cảm xúc ấy, thì mà nó hơi ướt ướt, nhìn nó hơi ướt ướt, nó có nhiều cảm xúc, các bạn là những cái người các bạn tình cảm, nói gì nói các bạn là những người tình cảm, thì tình cảm, nhưng mà các bạn thiên về cái cảm xúc, sống thiên về cái cảm tính, dễ tin người,
dễ tin người, dễ tin, dễ yêu, dễ tin, nói chung là dễ tin, dễ buồn, hay bị người hay bị người khác người ta lợi dụng. Các bạn cứ đi, đúng không? Nhưng mà nhiều trường hợp nếu mà còn đi cái đôi mắt của các bạn ý, mà nó to, mà nó sáng, nhưng mà đi kèm theo nhiều cái bộ vị khác nữa thì chắc chắn nó sẽ sướng hơn. Nhưng mà thường thường là cũng sướng. Nếu mà đôi mắt của bạn nó to, nó tuy là các bạn là nhiều cảm xúc, các bạn có thể là các bạn không làm được nhiều những cái việc mà nó rất lớn, nhưng các bạn vẫn là những người sẽ thành công ở trong những cái mảng của các bạn, trong cái công việc, trong cái mảng của các bạn. Ví dụ là những cái bạn mà mắt to tròn ấy, các bạn làm những cái gì mà nó liên quan đến nghệ thuật thì khá là thành công. Ý, kể cả là trong cái kinh doanh, mà kinh doanh về cái nghệ thuật, đúng không? Điện ảnh, đóng phim này, diễn viên này, đóng ca nhạc, ca hát này, vẽ vời thế này thế kia, họa sĩ, thiết kế, hay là bán những cái đồ mỹ phẩm thế này thế kia thì cũng rất là thành công. Nói chung là đi theo những cái con đường nghệ thuật, bởi vì các bạn lại có những cái người ta gọi là những cái sáng tạo ấy, những cái sáng tạo mà trong nghệ thuật các bạn là có cái cảm xúc. Đâm ra làm những cái việc mà liên quan đến nghệ thuật là dễ thành công. Còn những cái bạn nào mà kiểu như là cái đôi mắt của các bạn nó nhỏ ấy, nó bé quá, nó tròn mà nó nhỏ như mắt, người ta gọi là như mắt con gà ấy. Bạn cứ để cái người mà mắt tròn mà nhỏ như mắt gà thì họ đều là những cái người kiểu như là người ta chưa được thông minh lắm, người ta chưa được thông minh nha, người ta gọi là nhãn kê đấy, kê nhãn, chưa được thông minh, những người đó chậm, người đó thì chậm. Đương nhiên là trong cuộc sống là những cái người mà người ta chậm ấy, người ta kém thông minh ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ không sướng được nha, người ta sẽ chưa sướng được. Bạn cứ nhớ đấy, dù gì nói gì thì nói, những cái người thông minh ấy, thì bao giờ cái cuộc sống người ta nó cũng có cái gì đó nó dễ chịu hơn, nó dễ chịu hơn nha, nó thoải mái hơn, họ ít gặp những cái rủi ro hơn. Chứ còn những cái người mà chậm, những cái người kém thông minh, dễ kiểu như là dễ bị lừa nữa. Ý, dễ bị lừa, ai nói gì tin đó, ai nói gì cũng tin đó. Cái đó là cái nguy hiểm đấy, cái đó là cái rất nguy hiểm. Còn những cái bạn mà kiểu như là cái đôi mắt của các bạn ấy mà nó sáng quá nha, đôi mắt mà kiểu là sáng quá đều là không tốt. Các bạn biết là thế này này, có những cái người mà đôi mắt lúc nào họ cũng kiểu như là họ nhìn, các bạn nhìn vào các bạn cứ thấy nó sáng sáng rực lên. Thì cái người đó là cái người kiểu như là cái thần nó bị thoát thần, đều là không tốt, chưa tốt. Mắt mà sáng quá, tinh thần nó dễ mệt mỏi, cái năng lượng nó dễ mất đi, năng lượng dễ mất đi. Các bạn nhớ là thế này nhé, các bạn hãy nhớ là thế này này, cái năng lượng ở mỗi người, khi bạn nhắm mắt vào nha, khi bạn nhắm mắt bạn thấy kiểu như bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều. Mà khi bạn mở mắt, bạn cứ nhìn vào một cái vật gì đó, tự dưng bạn thấy nó mệt,
bạn ngồi một lúc bạn thấy mệt. Đấy là tình trạng mở mắt đấy nhá. Bạn tập trung bạn nhìn vào một cái thứ gì đó. Nhưng mà khi bạn mở mắt, kiểu mắt bạn mở nó sáng, cái tập trung của bạn nó cao độ, thì cái năng lượng nó mất nhiều lắm. Cái năng lượng nó lại càng mất nhiều. Bạn hãy nhớ đấy. Thế nên những cái người mắt kiểu mắt lộ, người ta gọi là lộ, mắt sáng quá, lộ quang ấy, thì lộ ánh sáng của mắt, thì thường là những người người ta sống chưa được thọ. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng như là cái đèn pin đi, đúng không? Như cái đèn pin đi, cái đèn pin nó mà sáng quá ấy, đâu có tốt đâu. Cái đèn pin mà sáng quá nhanh hết pin chứ được cái gì, đúng không? Các bạn cứ nhìn vào cái đèn pin đi. Hay là như thế này nữa này, cũng là cái đôi mắt các bạn nhìn cho mình là như thế này này. Cái người nào mà cái đuôi mắt của người ta ấy mà nó hếch lên một tí thì rất là tốt. Đuôi mắt hếch lên tí thì rất là tốt. Thường là những người tính tình người ta cũng vui vẻ. Cũng thường là những người trong cuộc sống người ta hay có những cái thuận lợi, hay có những cái niềm vui. Còn cái bạn nào nhưng mà đôi mắt kiểu mắt của các bạn ấy mà nó lại xích lên nhiều ấy, cái đuôi mắt ấy nó chéo lên nhiều ấy, thì những cái bạn này thì cũng thường là những cái người là người tài đấy, là người cá tính. Nhưng mà đôi khi bạn cũng là những cái người mà người ta gọi là cái tự tin của bạn ấy nó rất là cao, rất là cao. Không cẩn thận để trở thành cái người kiêu ngạo, không cẩn thận để trở thành những người mà ngạo mạn. Đương nhiên là những bạn này, bạn đi, bạn thông minh, cái tố chất của bạn vẫn dễ thành công. Bạn là những người cũng mạnh mẽ, cũng quyết đoán, cũng là những người có tài. Nhưng mà cái tôi lớn, cái tôi nó cao. Thường thường là nó sẽ có hai cái trạng thái. Cái tôi của bạn nó cao thì bạn dễ thành công trong công việc, nhưng mà đôi khi khi mà gặp những cái chuyện mà kiểu như là phải mềm mỏng ấy, thì bạn lại kiểu như là đấy không phải là cái ưu điểm của bạn. Có những cái lúc mà cần phải mềm mỏng là chúng ta cần phải mềm mỏng, nhưng có những cái lúc ý, thì chúng ta lại cần phải thể hiện thì lại phải thể hiện cơ, thì như thế nó mới dễ thành công. Chứ còn không kiểu như là chúng ta, cái tôi chúng ta nó cứ cao quá, nó cứ kiểu đi một chiều ấy, dễ kiểu lên xong lại xuống đấy. Các bạn hãy nhớ đấy, nhiều nó có những cái trạng thái là như vậy. Rồi là nếu như mà cái đuôi mắt của bạn nào ấy nha, cái đuôi mắt của bạn nào mà kiểu như nó trễ xuống ấy, nó trễ xuống thì thường là các bạn trong cuộc sống bạn có những cái thời điểm bạn gặp những cái chuyện nó rất là buồn. Bạn buồn trong cuộc sống, nhiều khi bạn trải qua những cái ký ức hay là những cái sự kiện trong đời nó rất là buồn. Cái nỗi buồn nó rất là lớn và đôi khi chưa quên được. Còn bạn nào mà kiểu như là cái đôi mắt của các bạn ấy nó nhiều cái chân chim ấy, cái đuôi mắt mà nó nhiều chân chim, thì các bạn thường là những người tốt, thường là những người nhiệt tình, thì cái năng lượng của các bạn nó lớn, giao tiếp với các bạn cũng thoải mái, các bạn biết quan tâm người này người kia, cũng nhiệt tình, cũng có tài, cũng tự tin. Nói chung là trong cuộc sống các bạn cũng dễ là những người thành công.
rồi là những cái bạn nào mà kiểu như là cái đôi mắt của các bạn ấy, cái lòng đen nó nhiều ấy, thông minh lắm. Những người mà đôi mắt mà lòng đen nhiều các bạn đều là những người thông minh. Cái lòng đen nhiều là khá là thông minh. Thì cái bạn nào mà kiểu như là cái lòng đen của các bạn ấy nó lại hơi nâu nâu ấy, thì các bạn thường là người cũng rất là tốt, rất biết quan tâm người khác, thì thường là người tình cảm, thường là những người chân thành đấy. Thường là trong cái cuộc sống gia đình các bạn quan tâm đến gia đình lắm. Nếu như mà cái lòng đen của các bạn mà kiểu mắt của bạn mắt nâu đấy, thường là tốt, thường tử tế, thường biết quan tâm đến gia đình. Nói chung là các bạn là những người bạn sẵn lòng là bạn giúp đỡ mọi người, giúp đỡ vô tư, các bạn nhiệt tình. Bạn nào mà mắt kiểu như là cái lòng trắng nó nhiều ấy, mắt lòng trắng nhiều kiểu như là mắt tam bạch ấy, mắt lòng trắng nhiều ấy, thì các bạn thường là những người các bạn có tài, thường có tài. Các bạn thường là những người bạn làm cái gì thì bạn làm cho nó bằng được ấy. Bạn làm cho nó bằng được. Thường là cái người mạnh mẽ, thường là cái người có tài, làm cái gì rất là quyết tâm, mà làm cái gì nó không bỏ cuộc. Nhưng mà tuy nhiên là những cái người mà mắt kiểu như là mắt nhiều lòng trắng ấy, thì các bạn dễ là những cái người có dã tâm. Cái dã tâm của các bạn nó lớn, các bạn lại bị một cái là như thế này này, các bạn bị một cái là như thế này này. Nhiều khi để mà hoàn thành cái mục tiêu của các bạn đề ra ấy, nhá, để mà hoàn thành được cái mục tiêu ấy, thì các bạn sẵn sàng là các bạn làm bất cứ một cái gì, kể cả nó không chính thống, kể cả là nó chưa được chuẩn lắm, kể cả là sai trái, các bạn sẵn sàng là các bạn làm. Thì các bạn dễ là kiểu như vậy, mắt nhiều lòng trắng ấy. Đấy, những cái người mắt nhiều lòng trắng, nhưng mà thường thường là những cái người mà mắt kiểu mắt tam bạch ấy, thì họ dễ là những người có được cái thành công lớn. Bởi vì những cái người này họ làm cái gì, họ đúng ra họ làm gì họ quyết tâm lắm, họ làm cái được cái là chưa làm xong là họ phải làm cho đến nơi đến chốn nha, làm cho đến nơi đến chốn. Mà những cái bạn nào mình nói trong cuộc sống, các bạn gặp những cái người nào mà mắt của người ta nó nhiều mắt tam bạch ấy, mắt nhiều lòng trắng ấy, thì tốt nhất là các bạn đừng có nên gây chuyện với người ta. Bởi vì khi các bạn gây chuyện với người ta, người ta là những người người ta không dễ dàng, người ta bỏ qua cho bạn nha. Kiểu gì thì kiểu cũng phải là thế này thế kia với bạn, phải ăn miếng trả miếng đến nơi. Các bạn nhớ đấy, kiểu gì cũng phải ăn miếng trả miếng đến nơi. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi những cái người, những cái bạn mà kiểu như là mắt tam bạch ấy, mắt tam bạch thì thường là sức khỏe của bạn nó không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống bạn làm cái gì bạn hay dễ lao tâm lao lực ấy. Dễ lao tâm lao lực, các bạn nhớ đấy. Khi mà cái trạng thái mà cái cơ thể mà nó kiểu như là nó bị bạn không nghỉ ngơi ấy, nha, không nghỉ ngơi từ kiểu thiếu ngủ này, hay tập trung quá này, hay là căng thẳng quá này, nó hay là các bạn sử dụng thuốc hay là những cái chất kích thích này, thì nó cũng dễ dẫn đến là kiểu như là mắt tam bạch.
mắt nhiều đường trắng, hoặc là trong cuộc sống bạn hay kiểu như là dễ nóng giận ấy, tức giận ấy, dễ nổi nóng ấy, thì cái đôi mắt của các bạn nó dễ là cái trạng thái mà kiểu như là nó nhiều lòng trắng. Đấy, bạn cứ để ý. Thường thường mắt nhiều lòng trắng là sức khỏe các bạn là nó, bạn phải hết sức là bạn chú ý nha, hết sức là chú ý. Trong nhân tướng là những cái bạn mà mắt nhiều lòng trắng là các bạn là những người bạn chưa được thọ đâu, chưa được thọ đâu. Mặc dù là đôi khi là trong cuộc sống bạn ấy, cái sự nghiệp, cái công việc các bạn dễ thành công, các bạn dễ thành công, nhưng mà về các bạn chú ý, các bạn xem về sức khỏe nha, hãy xem về sức khỏe. Hoặc là như thế này này, có những cái bạn mà mắt, người ta gọi là mắt một mí đi, thì các bạn để những cái bạn mắt một mí, các bạn thường là những người khá là mạnh mẽ đấy, các bạn sống kiểu nội tâm ấy, các bạn tính tình các bạn nội tâm nhưng mà các bạn lại rất là mạnh mẽ, các bạn lại là những cái người các bạn ấp ủ những cái người ta gọi là cái gì nhỉ, những cái mục tiêu của các bạn ấy, thì các bạn ấp ủ để các bạn thành công. Nói chung là thường là cái ý chí của bạn nó lớn, thường sống nội tâm, thường khép kín nhưng mà cái ý chí rất là lớn, cũng rất là thông minh. Bạn một mí, các bạn nhớ cái lý tính, các bạn làm gì cũng kiểu như cái lý tính. Còn những bạn mắt hai mí thì các bạn là những người bạn thông minh, cái giao tiếp của bạn nó tốt, để giao tiếp thì tốt, mắt hai mí nhưng mà nó to to một tí, thì nghĩa là cái khuôn mặt nó to to một tí. Thì sáng sáng thì các bạn đều là những người giao tiếp cũng tốt, cũng hướng ngoại đây, cũng kiểu như là thích đông, thích vui, thích này, thích nọ. Các bạn không thích kiểu như là không thích một mình mấy, thì không thích cái sự buồn tẻ, không thích cái sự mà im ắng, đúng không? Các bạn cứ để đi. Mà mình nói quý vị là như là này, thường thường nha, các bạn nhớ nha, thường thường là những cái người mà người ta thành công ấy, cái tố chất của người ta thông minh thành công ấy, thì người ta rất là thích yên tĩnh, người ta rất thích yên tĩnh, thích lặng lẽ, thích một mình, người ta thích cái trạng thái một mình nó nhiều hơn, người ta tự đẩy người ta vào cái trạng thái mà đơn độc, cô độc, để người ta tư duy, để người ta nhìn nhận vấn đề. Đôi khi trong cuộc vui hay là trong thế này thế kia, người ta cứ lặng lẽ, người ta ngồi một góc, người ta nhìn mọi người thôi, người ta quan sát thôi, người thông minh ấy, tố chất thông minh ấy. Các bạn nhớ đấy, thường thường là như thế. Một mình mà người ta chấp nhận, người ta biết cách sống một mình, người ta lấy cái niềm vui một mình thì có nhiều mình thì lại quá đơn giản với người ta. Các bạn cứ để đi. Còn những cái bạn á, những cái người mà người ta có, những cái người người ta không sống được một mình đâu, có những cái người người ta hơi có một cái gì người ta kiểu như là khúc mắc khó chịu trong lòng ấy, buồn bực hay là muốn tâm sự hay là muốn giải tỏa cái gì, là người ta phải gọi điện cho người này, gọi điện cho người kia để nói chuyện, để buồn ấy. Họ không một mình được đâu. Mình nói ngay cả đi ăn đi uống là kiểu gì, họ cũng phải rủ thêm một người đi ăn sáng thôi, hay là như thế nào, hay đi uống nước cũng phải rủ thêm một người, chứ bảo họ đi một mình họ không đi được. Đấy, cái kiểu như thế, lại cứ phải thích có đôi có cặp, hay là có đông có vui.
và thích náo nhiệt, thích ồn ào. Nói chung là có nhiều cái trạng thái nhé. Mình nói ở đây mình không phân tích, không đánh giá, nhưng mà cái quan trọng ở đây là như này này. Có những cái người trong cái trạng thái người ta phải là hoạt động, phải là hoạt động thì cái đầu của người ta ấy nó mới làm việc tốt. Cái sáng tạo, cái tư duy người ta nó mới làm việc tốt. Có những người trong cái tình trạng nó phải ồn ào thì người ta mới làm việc được, kiểu là như vậy, người ta mới thông minh được. Nhưng có những cái người thì phải thật là yên tĩnh, không thích ồn ào, phải thật là yên tĩnh cơ. Thì chứ ồn ào là họ mất tập trung. Tùy theo những cái trạng thái, những cái tố chất của bạn, cái não bộ của bạn, cái khí chất của bạn, nó tùy đấy nha, chứ nó không cố định đâu, nó không cố định đâu. Thì nhưng mà mình thấy là như này này, thường thường cái phần lớn là những cái người mà người ta có được những cái thành công lớn ý, thì người ta thường là những người người ta có cái xu hướng là người ta thích yên tĩnh hơn nha, người ta thích một mình hơn. Thích ở cái trạng thái mà đơn độc, thích trạng thái mà cô độc, cô đơn, người ta thích. Bạn nhớ nhá, đây là cái người ta tự chọn nhá. Người ta chủ động, người ta chọn cái cách sống mà đơn độc. Chứ không phải là người ta bị xa lánh, không phải người ta bị cô lập, không. Đó là người ta chọn. Chứ còn người ta mà gật đầu thì nhiều lắm. Gật đầu thì rất là nhiều bạn bè, rất nhiều mối quan hệ. Đấy, bạn phải nắm cho nó vững cái điểm đó. Thế nên ý, thường thường là đấy, những cái bạn mà mắt kiểu như là mắt một mí thì mắt dè dẹt ý, các bạn cũng thường là những người như vậy đấy. Thích cái trạng thái mà kiểu như là sống nội tâm, sống kiểu như là nhiều khi nó cứ lặng lẽ, thích lặng lẽ, không sơ bồ, thích tách mình ra khỏi cái đám đông. Thường thường những cái người mà thích tách mình ra khỏi những cái đám đông ấy thì họ thường là những người có bản lĩnh. Thì thường là người có bản lĩnh, thường là những người có cái tính kỷ luật, cái sức chịu đựng của họ nó cũng lớn. Các bạn nhớ, các bạn để ý. Họ cũng thường là những người, người ta gọi là cái gì, người ta có cái lập trường, người ta có cái chính kiến, có chiều sâu, thường là như vậy. Nói chung nó có nhiều lợi ích lắm, những cái người nhiều ưu điểm lắm nha. Mình nói nếu mà để xét về cái mặt mà nghiên cứu từ tâm lý cho đến các kiểu, thì những cái người mà thích đơn độc, thích lặng lẽ, người ta có nhiều ưu điểm lắm. Cái tố chất đó là cái tố chất mà theo kiểu như là theo cái quy luật tự nhiên ấy, thì các bạn cứ luôn để ý nhá. Theo cái quy luật tự nhiên ấy thì thường thường là núi cao, đúng không? Núi cao thì bao giờ cũng đứng một mình. Các bạn lên đến đỉnh, cái ngọn núi nào nó cao ấy, thì các bạn thấy nó đơn độc lắm. Xung quanh làm gì có ngọn núi nào nữa đâu, làm gì có ai nữa đâu. Cao thì bao giờ cũng đứng một mình, thì kiểu là như vậy. Kể cả cây cũng thế thôi, cây cối cũng thế thôi.
Bạn thấy là có cái cây nào mà nó cao thì nó đứng một mình đấy gì đó. Cây mà càng mọc càng cao, càng đứng một mình nhìn nó cô đơn quá gì đó, nhìn nó đơn độc đúng không? Chứ còn nó mọc thấp này thì xung quanh nó nhìn thấy đầy đầy cây mọc thấp đúng không? Cái người người ta có tài, người ta có cái tố chất, người ta có cái giỏi, thì có cái năng lực mà thành công mạnh mẽ, thì người ta cũng kiểu như vậy, người ta thích lặng lẽ, thích một mình, thích cô đơn, kiểu là như thế. Cái tư duy suy nghĩ của người ta nó cũng khác người, nó khác người, nó không theo những cái số đông, ít người mà hiểu được. Mình nói nhiều khi người ta cái người người ta giỏi, người ta quá hiểu, người ta quá hiểu, người ta hiểu lòng người, hiểu bản chất con người, người ta hiểu mọi thứ. Thế đâm ra là nhiều khi người ta chọn cái cách sống một mình để người ta tự yêu đấy, yêu lấy cái bản thân người ta. Khôn ngoan. Nhiều khi mình nói là nhiều khi cái ý tưởng của người ta ấy, nếu như mà người ta nói với những cái người người ta không hiểu ấy, người ta chẳng dại gì, người ta nói ra làm gì. Và đôi khi nếu như người ta có nói và những cái người mà người ta không hiểu ấy, người ta lại tưởng họ là có vấn đề, bởi vì cái tư tưởng của họ nó khác, cái tư tưởng của họ nó sâu, vì nó sâu xa. Cái người bình thường mà không hiểu được, nhiều khi họ nói cái gì chúng ta lại tưởng là họ là cái người họ từ 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 cái hành tinh nào đến, nhiều khi nó lại là như vậy đấy. Các bạn cứ nhớ đấy, các bạn hãy nhớ là thế này này, cái kiến thức của chúng ta ấy, cái phần lớn chúng ta ấy, là đều kiểu như là đều chưa đúng, chưa thấu đáo. Chúng ta chỉ biết những cái gì mà chúng ta được học, chúng ta chỉ cảm nhận những cái gì chúng ta được học, mà của đáng tội những cái kiến thức mà chúng ta được học cái phần lớn thì nó cũng chỉ là ở trong cái cuộc sống của chúng ta mà thôi. Chắc gì đó đó đã là cái kiến thức chân lý, nhưng mà chúng ta lại cứ kiểu như là hành động theo những cái gì chúng ta được học. Thế mình hỏi các bạn, những cái được học, những cái kiến thức thì nó bay tí. Còn những cái chúng ta không được học, chúng ta chưa được học, hay là chúng ta chưa biết, chúng ta chưa suy nghĩ ra, thì nó quá lớn, nó quá mênh mông. Trên cái trái đất này nó đầy những cái mà nó trái ngược hẳn. Đầy những cái thứ đó mà nó vẫn cứ là đúng, nhưng mà chúng ta chưa được học thì chúng ta chưa biết. Thế mà có những cái người người ta nghĩ ra được, người ta tư duy ra được thì mà người ta nói, thì đôi khi chúng ta thấy là họ là cái người họ đi ngược chiều, họ đi ngược dòng. Nhiều khi có những cái sự thật chúng ta không dễ dàng gì chúng ta chấp nhận được, bởi vì nó quá là những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nhớ đấy. Và những cái đó chỉ là ở những cái người người ta những người người ta thật tài giỏi, người ta thật lặng lẽ, người ta thật khác người, thật tài giỏi thì người ta mới mới có được đúng không? Nhiều khi nó là như vậy đấy. Như bây giờ trong cuộc sống các bạn cũng cứ để ý là như thế này này, nhiều khi những cái người người ta đầy mối quan hệ, chơi theo cái kiểu như là số lượng ấy, chơi theo kiểu số lượng, quan hệ rộng, kiểu số lượng, nhưng mà
chả mối quan hệ nào, dường như là những cái mối quan hệ mà chất lượng thì nó thấp lắm. Thì thế này thế kia, Azua tổng phong trào thì rất là đông, nhưng mà để mà có cái việc gì, có cái chuyện gì thì mà cần tư vấn hay là cần bất cứ cái gì, cần người ta chung tay, cần người ta giúp đỡ hay là bất cứ một cái gì, khi bạn gặp cái chuyện gì thì rất là ít người. Đấy, có những cái người người ta thích quan hệ rộng, rộng thì không sâu, bạn nhớ đấy, cái phần lớn thường là rộng thì là không sâu. Đúng không? Làm gì có thời gian bây giờ bạn quan hệ rộng thế? Bạn làm gì có cái thời gian mà bạn tập trung vào một cái mối quan hệ nào để bạn đi sâu được đâu, để bạn hiểu sâu hay là để bạn vun vén đâu. Thời gian thì cũng chỉ có thế thôi. Mà người ta vẫn cứ nói cái câu cái gì, người ta nói cái gì, đường mà lâu không đi thì cỏ nó mọc lên. Xong rồi người mà lâu mà không qua lại, không hỏi thăm nhau thì tự dưng lại lạnh lùng với nhau ngay, lạnh nhạt ngay, biến thành người xa lạ ngay, chứ có cái gì đâu. Thế nên những cái người mình nói, những cái người người ta thật sự người ta khôn ngoan, người ta đâu có thích rộng đâu. Nhiều khi người ta thích đơn độc cơ, thích lặng lẽ cơ, người ta nhìn người ta thấu hiểu. Bạn có đông vui như thế nào, nhưng mà bạn có như thế nào, nhưng mà đến lúc mà kiểu như là cái lợi ích xung đột đến cái quyền lợi nhá, xung đột đến cái quyền lợi, để xung đột đến cái lợi ích là tan vỡ liền. À, chơi đông à, chơi vui à, nhóm này nhóm kia. Nhiều người mình thấy, ôi thì thôi, họ có nhiều thời gian, họ rảnh rỗi quá, tham gia hết nhóm này đến nhóm nọ, suốt ngày đi đây đi kia, đi chơi đây đi chơi nọ. Mình nói cho dù nhé, cho dù các bạn có là thừa tiền, các bạn có là thừa thời gian, nhưng các bạn hãy nhớ một cái điều là như này này: các bạn không hề sướng. Bởi vì nói gì thì nói, cái sức khỏe các bạn không cho phép. Các bạn chơi bời cái gì chơi bời, có sướng đến đâu thì sướng. Người ta nói rồi, cuộc vui nào nó cũng có cái lúc tàn, gì nó kéo được đâu, kéo dài được mãi đâu. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn đi. Mà bạn chơi cái gì ở đời, các bạn cứ nhớ là thế này này, nó cái gì nó cân bằng, nó hài hòa. Bạn có làm, có chơi, có nghỉ ngơi thì cuộc sống rất là sướng. Chứ bạn chỉ chơi không thì chán lắm. Chơi không thôi, không nghĩ đến làm, nó nhàm lắm, nhàm chán lắm. Đúng không, các bạn cứ để đi. Nhưng mà cái lúc lao động, cái lúc công việc, cái lúc kiếm tiền, mình nói cái kiếm tiền đây chưa phải là cái kiếm được tiền đâu, nghĩa là không phải là cái kiểu nhận được cái kết quả, cái đồng tiền nó là sướng đâu, mà cái quá trình mà kiếm tiền ý, thì cái quá trình ý, lao động làm việc ý, nó rất thích, rất thích. Mình nói quan trọng lắm đấy. Các bạn mà cứ thích chơi, thích hưởng thụ, thích nghỉ ngơi, thích thoải mái, cái đầu chúng ta mà thích như vậy, cái đầu của chúng ta ấy, nguy hiểm liền. Cái tư duy nó tối liền, nó kém nhạy bén liền, nguy hiểm lắm. Tự dưng bình thường chúng ta đang cứ ngày nào hay là từng ngày từng giờ chúng ta cứ cố gắng tìm tòi tìm hiểu cho cái đầu nó hoạt động, cho mọi thứ nó hoạt động thì nó đang trơn tru, đang tốt. Bây giờ chúng ta chỉ nghỉ ngơi thoải mái, thư giãn, đi chơi để cho cái đầu nó nhàm, nó thành thoải mái nhiều quá thì rất là nguy hiểm. Đến lúc mà quay lại công việc thế này thế kia là chả nhớ cái gì, là quên hết, ý chí cũng mất, đúng không? Dĩ nhiên thì mình vẫn cứ nói, bạn làm cái gì bạn phải có cái, phải có nghỉ ngơi nhá, nhưng đừng có nghỉ dài quá,
đừng có nghỉ dài quá, đừng có chơi, đừng có chiều chuộng cái bản thân quá, đừng có thoải mái quá. Bạn mà thoải mái quá là bạn nguy hiểm liền đấy. Đừng ai biến mình thành cái người thoải mái quá. Bởi vì mình thấy nhá, thường thường nhá, bởi vì mình cũng có trải nghiệm mà, mình cũng quan sát, mình nhìn mà, mình thấy có những cái người, người ta cứ biến mình trở thành những cái người mà có hai cái chữ thoải mái. Đến một cái ngày, sẽ đến một cái lúc mà người ta không thể thoải mái được nữa. Cứ cái người nào mà đi tìm cái sự thoải mái thì họ sẽ đến một cái lúc họ không thể thoải mái được nữa. Bạn nhớ đấy, tất cả những cái thoải mái đó chỉ là cái thoải mái giả tạo. Nhưng mà cái người mà người ta lại đi tìm, người ta lao vào những cái thứ mà nó không thoải mái, nó chưa thoải mái, thì các bạn cứ nhớ nhé, cái người đó lại là cái người rất thoải mái. Nó lạ như vậy đấy. Bạn cứ ấy hiểu một cái điều là như này nhé, bạn càng đi tìm cái gì nó càng không có. Bạn càng đi tìm cái gì nó càng không có. Đấy, nhiều khi nó là như vậy đấy. Bạn chạy theo cái gì, bạn tìm cái gì, bạn đuổi cái gì đều là không tìm thấy. Không bao giờ đuổi kịp. Không có, không tìm thấy. Nhưng mà bạn ấy lại không tìm. Nhiều khi bạn lại hút. Bạn lại hấp dẫn, bạn lại hút. Nó lại thế, bạn lại tìm cái ngược lại cơ. Bạn lại kiếm cái ngược lại cơ, thì nó lại có cái đó. Chứ còn cái gì mà nó cứ thuận tiện, thuận lợi mọi cái, bạn cứ theo cái bản năng bạn ấy, bạn tìm ấy, nó không có. Mà cho dù là nó có, nó biến mất liền. Cho dù là có, nó biến mất liền. Nó đâu có ở đó đâu. Thì chạy lại nó biến mất liền, như biến mất nhanh ấy. Bây giờ mình nói ví dụ nhá. Mình chỉ nói ví dụ là như thế này thôi này. Bạn muốn sướng nhé, bạn muốn sướng thì bạn phải khổ thì bạn mới cảm thấy là sướng. Chứ bạn không khổ, bạn không bao giờ bạn cảm nhận được đấy là sướng. Đúng chưa nào? Bây giờ nhá, bạn là cái người bạn đang có sức khỏe. Mình nói chỉ nói đơn giản thôi, bạn đang có sức khỏe. Mà bạn không cảm thấy đấy là hạnh phúc, không cảm thấy đấy là sướng. Nhiều khi bạn cứ mặc nhiên, mặc định, bạn nghĩ rằng đấy là cái chuyện rất là bình thường. Và khi bạn có sức khỏe, cái đầu của bạn đang nghĩ đến chuyện này, chuyện kia, đang mơ mơ mộng mộng cái chuyện này, chuyện kia. Nhưng mà bạn lại không hề nghĩ rằng bạn là cái người bạn đang có sức khỏe thì bạn là cái người rất sướng, rất hạnh phúc. Mình nói nhá, chỉ khi nào bạn đổ bệnh, bạn ốm, bạn đau, bạn bị bệnh này bệnh kia, thì lúc đó bạn mới thấy là cái lúc bình thường, bạn đang là cái người rất sướng, đúng không? Thì chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ là cái khổ, nhờ có cái khổ chúng ta mới phát hiện ra cái sướng. Đúng không nào? Đúng không? Nhờ có cái khổ đấy còn gì nữa. Không có cái khổ làm sao phát hiện ra cái sướng. Mà đôi khi có những cái thứ bạn tưởng đấy là sướng, bạn chạy, bạn tìm, bạn đuổi, bạn nắm, bạn bắt, có được rồi nhá, nó biến đi đâu mất.
vừa chạm được vào nó, vừa có được nó. Nhưng các bạn thấy, à cái này không phải, hóa ra mình không thích cái này, nó không phù hợp. Không có thì tưởng đấy là hay, tưởng đấy là cái khao khát, tưởng đấy là cái ước mơ. Có được rồi lập tức thấy nó bình thường, lên ước mơ khác. Đúng không? Nhiều khi là như vậy còn gì nữa. Thì rõ ràng bây giờ bạn đang đói, bạn đang muốn ăn một cái gì, bạn đang thèm ăn một cái món gì mà bạn đang đói. Đến khi bạn ăn, bạn vừa ăn cái bạn cảm giác bạn no, bạn cảm thấy cái cảm giác thèm đấy nó đi đâu mất. Tự dưng cái thứ mình rất là thèm thấy nó rất là bình thường. Đúng không? Nó thế đấy còn gì nữa, nó biến đi đâu nhanh lắm. Bạn đang khát khao cái gì, nó chưa được thì rất khát khao, rất thèm. Thì được rồi cái tự dưng nó biến đi đâu mất. Thế nên ý, cái bạn nào ý, bạn mà thích cái thoải mái thì bạn phải là không thoải mái thì bạn mới thấy được cái thoải mái. Chứ còn bạn thích cái thoải mái mà bạn chạm vào cái thoải mái, bạn thấy nó không thoải mái nữa, bạn không còn cái cảm giác đấy là thoải mái nữa, và nó sinh ra cái nhàm chán. Thì nó là như vậy đấy còn gì nữa. Thế nên người ta mới nói là cái cuộc sống này, cái cuộc đời này, cái cuộc sống này, mọi thứ ấy, nó chỉ diễn ra trong đầu. Mà trong đầu của chúng ta ấy, nó toàn là ảo giác, toàn là tưởng tượng, toàn là ảo giác. Chỉ là tưởng tượng mà thôi, chỉ là chơi với cái trí tưởng tượng mà thôi. Có cái gì đâu, bạn thấy đi, có cái gì đâu, toàn là ảo giác đấy thôi. Bạn sướng hay bạn khổ, bạn vui bạn buồn, nó từ trong đầu đi ra chứ là cái gì, đúng không? Nhiều khi nó là như thế đấy, còn là cái gì nữa. Đấy, nói một hồi lại đi xa quá, lại bắt đầu lại đi lòng vòng, lại đi, nó lại đi, thôi nói chung để mình phân tích vấn đề này thì nó rất là sâu. Nhưng đại loại là như thế này này, đại loại các bạn cứ nhớ là thế này nha. Bạn ý, cái bạn nào ý, mà cứ đi tìm cái thoải mái, đi tìm cái sướng ý, bạn sẽ không tìm thấy. Bạn càng đi tìm cái thoải mái thì bạn càng là cái người bạn không bao giờ bạn thoải mái. Và bạn càng là những người mà bạn đi tìm cái sướng, bạn cũng không bao giờ là bạn sướng. Và thay vào đó, bạn muốn như thế nào, bạn phải đi tìm cái ngược lại của nó. Đấy là một cái rất đơn giản. Các bạn cứ nghĩ đi, bạn càng muốn cái gì thì bạn hãy đi tìm cái ngược lại. Bạn muốn giàu gì, chấp nhận nghèo đi, lao vào cái nghèo đi. Nếu muốn giàu, bạn muốn giàu mà bạn không nghèo thì bạn lấy đâu ra bạn giàu? Mình chỉ là ví dụ nhá. Bạn muốn giàu, bây giờ bạn kiếm được tiền nhá. Bạn không tiêu, không tiêu, rõ ràng là kiếm được. Cứ để đó, cứ tiết kiệm đi, sống theo kiểu nghèo đi. Kể cả là đến lúc mà tiết kiệm được rất nhiều rồi, rồi đầu tư được rất nhiều rồi, vẫn cứ sống theo kiểu nghèo đi. Rồi đến một cái thời điểm chín mùi thì tự dưng mọi thứ, từ cái kinh nghiệm, từ cái rèn luyện, cái chịu đựng, rồi từ những cái hiểu biết, nó sẽ khiến cho bạn ý giàu. Chứ bây giờ bạn lại muốn giàu thì có tí tiền, có tiền là bạn bắt chiếc, bạn sống theo cái kiểu người giàu. Người ta thừa tiền người ta mới đi, người ta thỉnh thoảng người ta mới đi đây đi kia, người ta du lịch, đấy là người ta thừa tiền. Chứ đường này có những người làm một năm hùng hục kiếm tiền, chỉ để một năm có vài ngày đi du lịch, đi nghỉ ngơi. Thế thì bạn có suốt đời bạn đi làm, đúng không?
đường này người ta kể cả mình đã nói rồi, người ta cứ tiết kiệm đây, người ta cứ tiết kiệm mọi thứ đây, xong người ta lấy tiền, người ta có tiền, người ta đầu tư để người ta kiếm tiền, người ta cứ hạn chế, người ta cứ trì hoãn những cái hưởng thụ của người ta ấy. Người ta cứ nghèo, sống theo kiểu nghèo ấy, chấp nhận là sống theo kiểu nghèo 5 năm, 10 năm, thậm chí là hơn nữa. Rồi đến lúc họ giàu thì là họ giàu thôi. Cái giàu đó sẽ là cái giàu bền vững, bởi vì nó qua cái quá trình. Chứ các bạn cứ muốn giàu, bạn cứ làm và giàu, có tiền bạn hưởng thụ ngay, hưởng thụ ngay theo cái kiểu người giàu, bạn không kìm hãm được. Thế là khó mà giàu. Khó giàu lắm, đúng không? Nó là như vậy còn gì nữa. Hay là bây giờ mình chỉ nói ví dụ cái chuyện mà cái tình cảm thôi, tình yêu trai gái, tình yêu nam nữ thôi. Các bạn lại nhớ cho mình một cái điều là như này này. Các bạn thấy là người ta vẫn cứ nói là cái gì, hôn nhân ý thì nó là cái nấm mồ của tình yêu, đúng không? Thế nên cái tình yêu ý, trai gái hay là tình yêu nam nữ ý, muốn nó dài lâu nha, muốn dài lâu, muốn luôn luôn là nở hoa, luôn luôn là tốt đẹp ý, thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Đừng có gặt, đừng có hái nó. Cái bông hoa thì đừng có cắt nó, đừng có hái nó, đừng có bẻ cành, đừng có hái hoa. Cứ để đó, tưới nước cho nó, tưới nước cho bông hoa ấy. Chỉ có như vậy thì cái tình yêu nó mới lâu dài, mọi thứ nó mới lâu dài. Nam nữ đàn ông đàn bà cũng vậy. Chứ gặp nhau gái chưa gì đã chiếm đoạt nhau rồi, đã muốn là kiểu như sở hữu nhau rồi, đã đưa nhau đi đây đi kia, làm những cái chuyện này chuyện kia rồi, thì lấy đâu ra tình yêu? Lấy đâu ra tình yêu? Cái tình đấy là tình gì? Cái đấy nó chỉ là cái thỏa mãn thôi chứ, làm gì còn tình yêu nữa. Như vậy thì không bao giờ cảm nhận được cái vị ngọt của cái tình yêu, của cái tình cảm, đúng không? Người ta kể rằng người ta có cái cơ hội rồi mà người ta vẫn phải là cái người ta biết giữ khoảng cách cơ, biết giữ khoảng cách, biết giữ những cái thứ mà không nên chạm vào nhau, người ta chẳng chạm, tay chân người ta chẳng chạm, ăn nói vẫn phải tôn trọng, phải ý nhị với nhau, còn phải nể nang nhau, phải tôn trọng nhau, đúng không? Như thế thì nó mới lâu dài được chứ, nó mới sướng được chứ. Chứ còn đường này cứ chưa gì đã hùng hục, chưa quen, chưa biết, chưa hiểu gì về nhau, đến với nhau hấp dẫn một tí là thế này thế kia thì như thế nó đâu phải là tình yêu đâu, đâu kéo dài đâu, cái sướng đấy đâu kéo dài đâu. Bạn cứ đầy đi, bạn cứ đầy đi. Mà kể cả mình nói như trong tình cảm, trong tình yêu, kể cả các bạn có là vợ chồng với nhau rồi, nhưng nếu như các bạn biết cách thì luôn luôn là đẹp. Đừng có nghĩ là vợ là chồng rồi mà kiểu như là coi thường, là này này nó nọ, là sẵn nong sẵn nia, thích là nhích, thích là cứ lôi ra là thế này thế kia. Như thế nhàm chán, tự dưng thành nhàm chán, rồi tự dưng thành mất tôn trọng nhau. Nó vẫn cứ phải tôn trọng nhau, cung kính nhau, giữ khoảng cách với nhau. Nó phải thế cơ, đúng không? Bạn cứ để đi. Nhiều khi nó lại phải đi ngược lại, các bạn nhớ đấy. Kể cả là người với người mà giao tiếp với nhau nha. Người với người giao tiếp với nhau, ok, bạn dễ tính đúng không? Bạn thoải mái, bạn hào phóng đúng không? Bạn lúc nào bạn gật đầu đúng không? Bạn không từ chối bao giờ đúng không? Ai nhờ đến bạn, ai cần đến bạn là bạn coi như là bạn là cái người, bạn đóng vai, bạn là cái người tốt đi, là cái người đạo đức đi, đúng không?
Thế đã đúng chưa? Chắc là đúng chưa? Bạn cứ như thế chắc là đúng chưa? Còn lâu mới đúng nha, bạn nhớ đấy. Nhiều khi không phải thế đâu. Bạn đừng có tưởng là cái gì bạn cũng ok, cái gì bạn cũng đáp ứng, cái gì bạn cũng là người gọi là tốt, là người rất đạo đức, nhân từ, nhân nghĩa, thế này thế kia, hào phóng đủ các kiểu. Đừng bao giờ bạn nghĩ thế. Bạn mà như thế, tự bạn đánh mất đi cái mối quan hệ tốt đẹp. Bạn biết nói có thì bạn phải biết nói không chứ, đúng không? Biết nói có thì phải biết nói không, nó mới cân bằng chứ. Từ xưa tới giờ cái gì nó cân bằng bao giờ nó chả bền vững, nó chả tồn tại bền vững. Bạn để ý đi, mọi thứ bạn hít vào bạn phải thở ra chứ. Bạn đồng ý thì bạn đồng ý năm thì bạn cũng phải từ chối năm. Cái đó nó mới là cái qua lại, đó nó mới là cái bền vững. Bạn nhớ đấy, bạn đừng có tưởng là trong cuộc sống, trong giao tiếp, bạn tiếp xúc với người này người kia, bạn cứ là những cái người, bạn cứ làm hài lòng người khác, cứ lấy lòng người khác, khiến cho người khác vui, khiến cho người khác thoải mái. Bạn đừng nghĩ như thế bạn là người giỏi, không phải đâu. Đừng có ngây thơ, đừng có nghĩ cái kiểu ngây thơ như vậy. Tại sao bạn cứ phải đi lấy lòng người ta? Tại sao bạn cứ phải đi làm hài lòng người ta? Để người ta được hài lòng thì bạn là cái người như thế nào? Bạn dễ dãi quá à? Hay bạn để cho người ta lợi dụng bạn à, hay là như thế nào? Thì cũng phải đến một cái lúc nào đó, cái năng lượng của bạn nó kém đi, thì bạn không thể làm hài lòng người ta nữa. Đến cái lúc đó thì bạn biết. Đến cái lúc đó thì bạn mới biết nha. Yeah. Bạn mới biết mình là cái người khôn hay là không khôn. Đúng không? Bây giờ bạn cứ tưởng tượng là như này nhé. Bạn cứ để ý đi, bạn cứ tưởng tượng đi. Bạn mà có cái người bạn nào ấy, trong mối quan hệ của các bạn ấy, mà bạn có cái người bạn nào mà người ta là cái người, người ta rất là nhiệt tình, người ta chẳng từ chối bạn cái gì bao giờ. Bạn nhờ người ta cái gì, người ta giúp. Bạn nhờ cái gì người ta cũng đều đáp ứng, người ta cũng đều giúp đỡ bạn, đều thế này thế kia, người ta rất là nhiệt tình, người ta rất là kiểu như là mình nói, kiểu bạn cảm giác là cái người này người ta quá là dễ tính, quá là dễ bị lợi dụng ấy, kiểu là như vậy. Nhưng mà đến một ngày nha, đến một cái thời điểm, đến một cái ngày, đến một cái lúc bạn nhờ người ta không đáp ứng cho bạn, người ta không giúp bạn, người ta không đáp ứng, thì lúc đó bạn nghĩ như thế nào? Cái lúc đó bạn nghĩ như thế nào? Nghĩ thế nào về cái người đó? Bạn cứ để đi,
tự mình để ý chính bản thân mình đi, lúc đó bạn như thế nào. Mình nói cái lúc đó tự dưng bạn sẽ cảm thấy bao nhiêu là những cái mà người ta đã tốt với mình ấy, nhá, người ta đã giúp mình thế này thế kia ấy, tự dưng nó biến mất đi đâu. Thay vào đó nó là cái gì? Thay vào đó nó là cái gì? Tự dưng cái tính xấu của bạn nó nổi lên liền ý, bạn ích kỷ nổi lên liền, cái khó chịu nổi lên liền ý, đúng không? Bạn cứ để ý đi, tự để ý cho chính cái bản thân mình đi, nó là như vậy đi, còn là cái gì nữa. Quen rồi mà thấy người ta giúp đỡ mình cứ cho rằng là đấy là cái việc của người ta rồi, quen sai bảo, quen nhờ vả rồi. Rồi đến lúc người ta không làm, tự dưng thành khó chịu. Thế nên những cái bạn nào, như mình nói, những cái bạn nào mà trong cuộc sống ấy, bạn cứ có cái kiểu mà nhanh nhẹn, bạn có cái kiểu như là dễ dãi, dễ tính quá với người này người kia nha, cứ thích làm hài lòng, sợ mất lòng người khác, bạn thay đổi lại ngay. Bạn hãy nhớ đấy, bạn có duy trì bao lâu duy trì, nhưng mà chỉ một lần hai lần, bạn không duy trì, không đáp ứng được, trong lòng người ta không có bạn luôn. Đừng có dại dột mà theo cái kiểu như vậy. Đúng không? Nó là thế đấy nha. Các bạn cứ nhớ. Thế nên làm bất cứ cái gì cái, bạn làm cái gì cái, bạn cứ nhớ cái quy luật ấy, lúc nào bạn giữ được cái cân bằng. Lúc nào bạn phải giữ được cái cân bằng. Bạn học cái cách sống ấy, cách sống với người tốt thì như thế nào. Nhưng mà cũng phải học cái cách sống với những cái người mà người ta chưa tốt, thì mình cũng phải có cái cách của mình, có cái biện pháp của mình, có cái phương pháp của mình nhé, để mình sống với họ được. Người tốt cũng sống được, mà cái người chưa tốt cũng sống được. Và nếu như bạn là cái người tốt thì bạn cũng cần phải có cái giới hạn của bạn, cần phải có cái nguyên tắc của bạn, đúng không? Thế thì nó mới là tốt. Bạn nhớ đấy, thế thì nó mới là tốt. Tốt cho bạn mà cũng tốt cho người khác. Đừng bao giờ bạn để cho người khác, người ta lợi dụng mình. Nếu như bạn để người khác, người ta lợi dụng mình ý, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Và từ đó ý, người ta luôn luôn người ta muốn lợi dụng mình. Và đến một cái lúc mà người ta không còn lợi dụng được mình nữa ý, thì bạn ý, như kiểu là cái miếng tranh ý, người ta bỏ vào, vất tranh bỏ vỏ, bạn chả là gì luôn. Bao nhiêu cái tốt của bạn ấy, nó chỉ là cái ngốc nghếch, đúng không? Bạn hãy để ý cái điều đó cho mình nha, để ý cái điều đó cho mình.
Đó. Video của tôi hôm nay đến đây hơi dài rồi. Đấy, như mình nói là hôm nay là cái mũi của mình nó ngạt, nó hơi ngạt mũi. Nếu như có khó nghe thì các bạn thông cảm cho mình nha. Có gì các bạn thông cảm cho mình. Vừa rồi là những cái nội dung chia sẻ của mình về những cái nét tướng của cái người sướng hay khổ, các bạn nhìn các bạn biết. Thì cũng hy vọng rằng là các bạn là những cái người, kể cả là những cái nét tướng của bạn nó có thể là nó chưa được đẹp lắm, thì các bạn vẫn có thể các bạn thay đổi bằng cái suy nghĩ, bằng cái hiểu biết, thay đổi bằng cái tư duy thì chúng ta đều thay đổi được, đúng không? Thì chúng ta kiểu gì chúng ta cũng sẽ sướng, chúng ta chỉnh sửa, chúng ta thay đổi cái nhận thức. Còn nếu như bạn nào là những người bạn có nhiều những cái nét tướng đẹp và cái suy nghĩ mọi thứ của bạn ấy có nhiều cái tích cực nó tốt, xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.